Dạ, các bạn, hôm nay mình sẽ hướng các bạn tô màu bức tranh này bằng hộp bút màu nhá. Cùng bắt đầu tô màu với mình nhá. Chiếc hộp đựng bút hôm nay mình sẽ tô màu bê sữa. Bây giờ bút màu mình sẽ tô sắc màu. Thank you.
bạn ơi, vậy là mình đã tô màu xong bức tranh ngành một hộp bút màu. Các bạn có thể tham khảo tông màu hôm nay mình tô màu cho bức tranh nha. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem và lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo. Đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo của mình.